Xin chào tất cả các anh chị em yêu lan. Trong quá trình mà chữa bệnh cho cây lan thì một số anh chị em cũng thường gặp phải một số những cái sai lầm rất là nguy hiểm trong quá trình mà chúng ta chữa bệnh cho cây lan, và nó làm cho cái cây lan của chúng ta khi mà chữa bệnh thì nó không hiệu quả. Và cái việc mà anh chị em chữa bệnh nó làm cho cây lan nó bị suy kiệt, và thậm chí là nó còn làm cho cái cây lan nó bị chết. Chính vì vậy thì hôm nay thì mình làm một cái video này để chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em về một số những cái sai lầm mà anh chị em gặp phải khi mà chữa bệnh cho cây lan. Nếu như mà anh chị em nào mà quan tâm thì anh chị em có thể là đón xem cái video này đến cuối cái video để chúng ta biết được những cái nguyên nhân, để từ đó chúng ta chữa bệnh cho cây lan nó đạt hiệu quả và an toàn cho cây lan. Thì anh chị em xem, nếu như mà thấy cái video này hay và có giá trị giúp ích cho các bạn thì các bạn hãy cho mình xin một like và một lời bình luận vào trong cái video này để cho kênh Đức Hoa Lan của mình ngày càng phát triển. Và nếu như mà anh chị em nào mà lần đầu tiên đến với lại kênh Đức Hoa Lan thì anh chị em hãy bấm vào nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận được những cái video chia sẻ mới nhất của Đức Hoa Lan về kỹ thuật trồng cũng như là chăm sóc cây phong lan. Và không làm mất thời gian của anh chị em nữa, thì mình xin đi vào những cái vấn đề chính như sau. Thì nói về những cái sai lầm trong quá trình mà chữa bệnh cho cây phong lan, thì cái sai lầm đầu tiên đó là khi mà chữa bệnh cho cây lan thì anh chị em lại tưới nước cho cây lan. Khi mà anh chị em tưới nước cho cây lan ấy, thì nó làm cho cái môi trường của cái chậu lan nó trở nên ẩm thấp, và chính những cái con virus vi khuẩn nó đang gây bệnh cho cây phong lan thì nó lại thích hợp tồn tại trong cái môi trường ẩm thấp. Do đó là chúng ta chữa bệnh cho cây lan mà môi trường ẩm thấp, virus vi khuẩn nó hoạt động mạnh hơn và nó làm giảm cái hiệu quả của thuốc đi, và thậm chí thì nó làm cho cái tình trạng bệnh nó trở nên nghiêm trọng hơn. Anh chị em đừng có thương cái cây lan của chúng ta nhiều quá, cưng chiều nó nhiều quá. Bản thân trong cái thân của cây lan thì nó đã có rất là nhiều nước rồi, nó đã tích đến 80-90% nước rồi. Đấy, chỉ còn khoảng độ 10-20% là chất xơ thôi, còn lại là nước. Đấy, nên là anh chị em đừng có lo là nó thiếu nước. Đấy, thiếu nước vài ba ngày, một tuần, hai tuần nó không thể chết được. Đấy, thế nhưng mà chúng ta tưới nước cho nó trong thời gian chữa bệnh thì rất có thể trong vòng khoảng một tuần, hai tuần nó lại làm cho cái cây lan của chúng ta nó trầm trọng hơn, và thậm chí là có thể là nó sẽ bị chết nha anh chị em nhé. Cái sai lầm thứ hai mà anh chị em thường gặp phải đó là anh chị em cho cây lan ăn phân bón lá trong cái thời gian mà chúng ta chữa bệnh cho cây lan. Khi mà cây lan nó đang bị bệnh thì anh chị em tưới phân bón lá cho cây lan thì thứ nhất là nó làm cho cái cây lan của chúng ta nó non, nó xanh non, tại vì có phân bón lá vào nó thẩm thấu kiểu gì nó cũng xanh non. Và những cái con virus, vi khuẩn và nấm hại thì nó thích ăn, tức là nó thích xâm nhập vào những cái bộ phận non nhất của cây lan, nên là nó làm cho cái tình trạng bệnh của cây lan nó trở nên trầm trọng hơn. Và cái việc mà chúng ta tưới phân bón lá cho cây lan thì nó cũng tạo cái độ ẩm cho cái giò lan nó ẩm thấp, cũng giống như là ở cái phần trước là chúng ta tưới nước cho cây lan khi mà chữa bệnh ấy, thì chúng ta tưới phân bón lá thì cũng thế, thì chúng ta cần phải hòa vào nước chúng ta tưới thì tạo cái độ ẩm cho cái giò lan thì nó cũng không tốt như mình nói ở trên. Và còn một cái điều nữa đó là khi mà chúng ta tưới phân cho cái cây lan ấy, thì bao giờ thì ở trong cái dung dịch phân bón lá thì cái độ pH của nó thấp, tức là nó là cái môi trường axit.
Và cái môi trường axit này thì các cái loại virus, vi khuẩn, rồi là nấm hại thì nó đều phát triển mạnh ở trong cái môi trường axit. Còn đối với cái môi trường bazơ, tức là môi trường có cái độ pH cao, thì nó ức chế, nó làm cho những cái virus vi khuẩn này nó không hoạt động được và nó không hoạt động được mạnh. Đấy, nên là trong cái phân thì nó có cái môi trường axit, nên là nấm khuẩn nó hoạt động mạnh. Thì anh chị em cũng không nên sử dụng phân thuốc trong cái phân, trong cái môi trường mà chúng ta đang thì thời kỳ chữa bệnh cho cây lan. Và một cái sai lầm thứ ba, đó là anh chị em mỗi một ngày thì anh chị em mong muốn là chữa bệnh cho cây lan một cách nhanh nhất, và anh chị em tưới cái phân, phun cái thuốc cho cây lan một ngày là 2-3 lần. Đấy. Trong khi đó là nhà sản xuất người ta khuyến cáo là có thể là khuyến cáo là anh chị em phun 3 ngày thì anh chị em phun một lần, hoặc là 5 ngày anh chị em phun một lần, hoặc là 7 ngày anh chị em phun một lần. Nhưng mà anh chị em lại phun cho cây lan một ngày 2-3 lần. Đấy, và thậm chí là có một số anh chị em thì ngày nào cũng tưới cho cây lan một lần thuốc. Và chính cái việc mà anh chị em tưới thuốc cho cây lan như thế thì trong những cái thuốc chữa bệnh cho cây lan thì nó có tính chất sát khuẩn cực cao, nên là nó làm cho cái cây lan của các bạn nó bị nhẹ thì nó chững lại, tức là nó không phát triển nữa. Đấy. Còn nặng thì nó làm cho cái cây lan của các bạn nó bị sốc thuốc. Và khi mà cây lan nó bị sốc thuốc ấy, thì lá của những cái cây lan này nó vàng đi, nó vàng dần dần. Mỗi một ngày nó vàng một ít, vàng một ít. Và nếu như mà anh chị em nào mà tưới với lại cái liều lượng nặng thì chỉ cần là sau một ngày hoặc sau hai ngày thì nó lá của cây lan nó vàng hàng loạt và nó rụng lá. Và khi mà cây lan mà nó đã bị rụng lá như thế hoặc nó bị vàng lá như thế thì để mà chúng ta khắc phục, để mà chúng ta làm cho cái cây lan nó bình phục trở lại thì cũng phải mất 1-2 ngày. Đấy. À xin lỗi, là 1-2 tháng, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 là nó có thể bình phục được ngay. Do đó là anh chị em chú ý là phun thuốc chữa bệnh cho cây lan thì phun theo cái hướng dẫn sử dụng, hoặc là những anh chị em đã sử dụng và đã có đúc rút được những cái kinh nghiệm thì anh chị em hãng dùng. Còn không biết thì anh chị em nên hỏi cho thật kỹ rồi anh chị em hãng dùng, tránh tình trạng là gây nên những cái sai lầm như ở trên. Và còn một cái điều nữa, sai lầm nữa, là khi mà anh chị em mới mua cái giỏ lan về và anh chị em cần phải để cái giỏ lan vào những cái vị trí râm mát. Khi mà anh chị em mua ở vườn khác về thì chúng ta để vào những cái vị trí râm mát, sau khoảng độ nửa buổi thì anh chị em hãng tiến hành phun cái thuốc phòng bệnh cho cây lan. Và phun phòng bệnh cho cây lan thì anh chị em chú ý là phun theo đúng cái liều lượng, và thậm chí là phun nhạt hơn cái liều lượng mà anh chị em vẫn phun phòng ấy, thì nó sẽ có lợi cho cái cây lan. Anh chị em phun, và anh chị em cũng chỉ phun một lần duy nhất thôi, chứ anh chị em đừng có phun nhiều quá mà làm hại cái cây lan. Có một số anh chị em khi mà mua cây lan về, đã mua về thì phun phòng cho cây lan ngay, dẫn đến là cây lan nó bị sốc thuốc. Và phun phân cho cây lan luôn thì nó cũng bị sốc phân. Thì anh chị em về thì anh chị em cứ để ở râm mát, sau khoảng nửa buổi thì anh chị em mang ra vườn và để cho nó khô thoáng đã. Sau đó thì đến ngày hôm sau thì anh chị em hãy tưới nước, rồi là tưới phân hay là làm cái gì thì anh chị em hãng làm. Thì đó là một số những cái lưu ý khi mà chữa bệnh cho cây lan thì mình chia sẻ với anh chị em. Nếu như mà anh chị em làm đúng theo những cái điều mà mình vừa mới chia sẻ thì mình đảm bảo rằng là cây lan của các bạn chữa bệnh nó sẽ rất là nhanh khỏi, và nó không hại cây, nó không làm cho cây lan của chúng ta nó bị kiệt sức, và nó không bị còi cọc, cũng như là nó không bị chết nha anh chị em nhé.
thì mình chia sẻ một số những cái nội dung như thế. Và mình xin kết thúc cái video chia sẻ hôm nay ở đây. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.